đêm năm xưa nay sanh hờn quá. Với dấu lòng tham khiến người gây thù, vì đâu đau thương đã đến phút giây đã bao tóc ta tham vọng bởi đắm sắc Thảo Lan. Ô kìa, ông là ai? Tôi chỉ là một gã ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày à? Vậy ông cần gì, bạc tiền hay cơm gạo? Dạ thưa bà, tôi tin là gã ăn mày đầu đường xó chợ. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải dùng ý khất thực hằng ngày. Nếu như vậy ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan cô bạn cho thỏa lòng mong nhớ. Cầm ngay! Gã mày hổn láo người là ai? Là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn nạn này. Ha! Trần Bảo, anh vẫn còn sống. Dương Thảo Lan. Đừng Bảo ơi, vì sao? Vì sao em muốn lánh mặt anh? Tại sao vậy hả Thảo Lan? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ố nên đành phải quay lưng cúi mặt chôn chạy người. Còn thương còn nhớ, những kỷ niệm vui buồn của ngày ta sống bên nhau. Thì tại làm sao gặp lại nhau, sao em chẳng vui mừng? Xin anh hãy coi em như người bội phạm, vì hiện tại em là tổng đốc phu nhân. Trời từ bấy lâu nay bị cầm giam trong ngục tù, tâm tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu vài năm chờ tháng đợi. Xa từng cơn gió rét xa chờ đỡ mưa giông làm trói qua ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm cánh chày tắt tay. Đời qua lạnh lẽo chốn cô phong. Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở đời tôi, là giọt máu giữa tim hồng. Với những trận đồng trôi nát tan thân xác, nhưng đâu bằng cháy thức ở trong tâm. Tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân, sau khi tốt chết tôi trở về đây tìm lại người yêu cũ.
nhưng con ở đâu lâu mong ngày xưa còn chi đâu nữa. Người của tôi yêu đã che lối ân tình. Trả lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại sáng bơm với cành lá. Cành lá đã chớm rơi vào, còn đâu một áng mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả lại ngày xưa. Cành lá ngày ấy xinh ấm ấm trọn đời. Chẳng bảo anh nói ai yêu cho em đâu phải vì sự giàu sang. Em thấy lòng đôi da khô khó tham năng quên lời chàng đã tình cũ nghĩa xưa hộ bạn gieo gà hai tiếng thì chung em đây giữ vàng. Nhưng khốn khổ tại con tạo lá lai nghịch cảnh chớ chiêu trò đời dẫu bề dù khóc lỗi đạo tạo khang tiếng xấu em mang nhưng đối với anh em không đổi giá. Ba vẫn còn yêu tôi thì tại sao đành tâm đổi bên sang thuyền. Một thôn nữ bên sông lương ngày ngày giặt lùa, nay bỗng dưng trở thành tổng đốc phu nhân. Bà ơi, cho đến hôm nay tôi mới biết tôi đã lầm, đi xây lầu vàng tình yêu trên bài ca. Tôi tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tàn phai hương sắc, nào ngờ bà vẫn vui cười trên gấm lụa vàng son.